các nhóm dân chửi, im lặng khi Việt Nam đăng ký tham gia tập trận chung Mỹ-ASEAN. Trong tuần thứ ba của tháng 8 năm 2019, dư luận phi chính thống đã đưa tin và bình luận về 4 diễn biến liên quan đến xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại bãi Tư Chính. Thứ nhất là việc hôm 21 tháng 8, hai tờ báo IB Times và Uno News của Ấn Độ đưa tin rằng Trung Quốc vừa cử máy bay ném bom, máy bay chiến đấu đến bãi Tư Chính, nơi tập đoàn dầu khí ONGC Vides LTD của Ấn Độ có quyền lợi thương mại. Ngoài ra, cũng có tin rằng tàu HD8 đang đi sâu hơn vào vùng biển Việt Nam. Những diễn biến này khiến nhiều trang tin bình luận rằng va chạm tại bãi Tư Chính có khả năng chuyển thành xung đột quân sự. Thứ hai, trong suốt tuần qua, Mỹ và các đồng minh bắt đầu lên tiếng nhiều hơn về xung đột tại bãi Tư Chính. Cụ thể, trong chuyến thăm Hà Nội ngày 18 tháng 8, Tư lệnh Không quân Mỹ David Goffin nói rằng Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực, luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam, sẽ theo sát các hoạt động của Việt Nam, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Ngày 20 tháng 8, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ là ông John Bolton dùng Twitter để công kích hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời viết rằng Mỹ cương quyết ủng hộ những ai phản đối hành vi cưỡng chế và chiến lược bắt nạt gây đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Ngày 21 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo lên án hành vi của Trung Quốc tại bãi Tư Chính. Ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thảo luận với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về căng thẳng tại bãi Tư Chính. Thứ ba, ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận rằng Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-ASEAN dự kiến sẽ tổ chức ở khu vực Vịnh Thái Lan và ngoài khơi Cà Mau vào ngày 2 tháng 9 năm 2019. Thứ tư, nhiều bộ phận của dư luận cũng xem việc Bộ Chính trị yêu cầu rà soát an ninh các dự án đầu tư nước ngoài và việc chính phủ thu hồi giấy phép văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam như những diễn biến liên quan đến tình hình căng thẳng tại bãi Tư Chính. Trong tuần qua, giới chống đối hầu như lờ đi các diễn biến số 2, 3 và 4 trong danh sách vừa nêu, do chúng thể hiện quyết tâm và thành tựu của nhà nước Việt Nam trong việc điều chỉnh chính sách đối ngoại để bảo vệ chủ quyền. Trong khi đó, họ tiếp tục tận dụng chủ đề Biển Đông để tuyên truyền, chủ yếu theo 4 hướng. Thứ nhất, họ tận dụng việc Trung Quốc tăng lượng tàu, máy bay chiến đấu ở bãi Tư Chính để kích động dư luận về nguy cơ xâm lược, mất nước, biến dư luận thành cực đoan. Thứ hai, các cá nhân liên quan đến diễn đàn xã hội dân sự tiếp tục kêu gọi nhà nước đáp ứng yêu sách mà họ đã tuyên truyền suốt một tháng qua, bao gồm việc đòi kiện Trung Quốc, đòi ngừng học tập Trung Quốc, đòi thân Mỹ, đòi công nhận biểu tình chống Trung Quốc. Thứ ba, nhiều cá nhân tiếp tục tuyên truyền rằng chính phủ Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc. Để chứng minh, họ viện dẫn việc hai nước Việt-Trung có thể có cùng thể chế chính trị, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa lên tiếng về sự kiện Tư Chính, việc Việt Nam chưa điều tàu ngầm ra đánh nhau, chưa kiện Trung Quốc, chưa chính thức làm đồng minh của Mỹ. Hà Sĩ Phu đòi thoát thể chế cũ để thoát Trung. Thứ tư, có hai tổ chức chống đối ở hải ngoại là Dân Làm Báo và nhóm Zombie Nguyễn tại Nhật đang kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc. Như vậy, hiện chính phủ đã thực hiện hầu hết các giải pháp bảo vệ chủ quyền mà giới dân chửi cho là cần thiết. Số này bao gồm việc công khai lên án Trung Quốc bằng dư luận và ngoại giao, gia tăng hợp tác với Nga, Nhật, Ấn Độ, phương Tây và ASEAN để bảo vệ an ninh trên Biển Đông, sắp xếp tập trận với Mỹ. Việc kiện Trung Quốc ra tòa PCA sau khi Philippines đã kiện có thể là không cần thiết, như Trương Nhân Tuấn đã phân tích trong các bài viết gần đây. Còn việc thả những phạm nhân bị bắt sau cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2018 là không phù hợp, vì những người này bị truy tố do tham gia bạo động, chặn đường phố hoặc đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân, chứ không phải do những biểu hiện, quan điểm chống Trung Quốc. Trong hoàn cảnh đó, nếu giới dân chửi tiếp tục quy kết rằng chính phủ bán nước, bất chấp những bằng chứng cho thấy chính phủ đang hành động một cách kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, dư luận sẽ đánh giá rằng họ chỉ lợi dụng chuyện chủ quyền để kêu gọi lật đổ chế độ.
Nhiều status của họ thể hiện rất rõ động cơ đó.